Thưa thầy, cho em hỏi là cái độ khó của những cái đề thi nó sẽ phụ thuộc vào cái gì? Sô-cô-la-xích thường là nó có 81 ô, tức là 9 hàng 9 cột. Dạ. Còn sau này nó rất là nhiều biến thể nữa. Thì ở đây trong chương trình này các em sẽ thi về Sudoku Classic, tức là cái Sudoku nguyên bản. Nguyên bản. Thường là người ta hay nhầm lẫn, cứ nghĩ là những cái biến thể người ta nhìn vào đó thì người ta rối. Nhưng mà thực tế Sudoku mà khó nhất là phải từ cái Classic này chứ không phải những biến thể khác đâu. Có những giả thiết càng nhiều là Sudoku càng dễ. Dạ, thưa cảm ơn thầy ạ. Mời quý vị cùng xem qua clip thử thách. Thử thách Sudoku tốc độ. Thử thách này sẽ là màn giao đấu gây cấn giữa 3 tuyển thủ Sudoku đến từ hai miền Nam Bắc. Sẽ có 2 lượt giao đấu để tìm ra chiến binh mạnh nhất gia nhập vào biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. Lượt đấu thứ nhất, cả 3 tuyển thủ sẽ giao đấu 3 trận. Và sau 3 trận đấu, điểm được tính theo hệ số tương ứng. Tuyển thủ nào có tổng số điểm ở 3 trận thấp nhất sẽ bị loại. 2 tuyển thủ còn lại bước vào tranh tài ở lượt đấu thứ 2. Trường hợp đáp án sai sẽ ngay lập tức bị loại. Lượt đấu thứ hai, cả hai tuyển thủ sẽ giao đấu 3 trận. Tuyển thủ nào có điểm số cao hơn sẽ giành chiến thắng. Trong trường hợp đáp án sai, điểm sẽ thuộc về đối phương. Ok, good. Mì ba miền tôm chua cay lấy nước cốt đột phá. Tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với các bộ đề. Hạng mục này lần đầu tiên có mặt tại siêu trí tuệ Việt Nam. Vì vậy, các giám khảo và khách mời phải rất cẩn trọng trong việc chọn ra đề thi vừa sức cho các tuyển thủ. Đây là một trong 30 cái đề đã được đưa ra. Và ba bạn sẽ giải cái đề này trong cùng một thời gian. Chúng ta chuẩn bị, mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi ạ. Rồi, đã rồi ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Có thể nói rằng là cái cách thức thi đấu của mỗi bạn nó nói lên rất là nhiều về tính cách con người bạn. Nghĩa thì đứng quan sát từ xa này, cứ đứng quan sát và ý định trong đầu là sẽ điền số nào vào đâu. Còn trong khi đó thì cô Thúy Vi là cái cô bé mà tôi thích nhất, là bởi vì mình ngồi xa mình nhìn ấy, cảm giác như đang đi quyền, với lại nó múa như kiểu là viết thư pháp, tay nó liên tục. Minh Tiến ấy, thì cậu ấy lại là một cái sự kết hợp giữa cả hai. Lúc mà đầu tiên khi mình nhìn đề khá là sốc và hoang mang. Mức độ của đề này thật sự là nó khó hơn so với mình tưởng tượng. Không dễ dàng tìm ra những cái số đầu tiên và không dễ dàng tìm ra cách giải ngay được. Việc bắt đầu trận đấu với một cấp độ khó như vậy khiến mình cảm thấy hơi bị áp lực. Thông thường thì những cuộc thi khác thì người ta cho từ dễ đến khó, nhưng mà riêng chương trình siêu trí tuệ hiện nay thì tôi không muốn làm điều đó. Và người ta tới cái chương trình này thì người ta biết chắc chắn là không có cái gì mà dễ cả. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2, 20 giờ từ ngày 21 tháng 11. Chu Beauty, vẻ đẹp đích thực, phát sóng độc quyền trên Vion 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.